chỉnh nó không đúng nữa này, đứng gần lại tí nữa nào. Ôi trời, mày chết. Wow. Xin chào các bạn đến với channel CZ. Hôm nay tôi vừa dạy xong và tôi được đồng lời mời từ tổ chức SCP. Họ nói rằng là hôm nay họ sẽ tổ chức một cái buổi thí nghiệm và mời tôi tới tham dự. Và tôi sẽ không biết là họ tổ chức một cái buổi thí nghiệm rồi vấn đề gì, tôi không biết nhá. Bên cạnh tôi đây là cái thằng cận vệ. Thế là Si nhá, Si chào các bạn đi nào. Ê Si à, chào các bạn, chào khán giả đi. Ok, đi dự buổi thí nghiệm thì nên mang theo vũ khí các bạn ạ. Ok, để bảo vệ, biết đâu mấy con trong đấy nó sống dài sao, đúng không? Các bạn nhìn kìa, căn cứ SCP kìa. Đó, ngay cạnh nhà tôi luôn, hai bước chân là tới. Các bạn biết là trong căn cứ SCP ấy, thì có rất là nhiều cận vệ, các bạn nhìn thấy đứng ngoài cửa kìa. Tuy nhiên thì mình vẫn phải mang thêm một vũ khí gì đó, biết đâu mấy con quái cho nó sống dài sao. Mở cái dương này ra, và khẩu P90 này, mang theo đạn này, các chìa khóa của tổ chức này, thổi F0148 thôi. Ok, xe đi nào. Ok, trước khi sang căn cứ của tổ chức SCP thì tôi cho các bạn xem căn nhà của tôi nha. Các bạn nhìn phía bên ngoài này, nhà rất là đẹp nha, toàn nó kính nha. Đó, bên cạnh nhà tôi là một cái dãy núi tuyết nha, rất là phong thủy. Ok, đằng sau nhà tôi này, ồ, tuy cỏ mọc khá là rậm rạp nhưng mà có vẻ bơi luôn này, tắm luôn này. Đó, khi nào trời nóng là sang tắm luôn. Ok, theo lời mời chúng ta đến căn cứ của tổ chức nào. Wow, các bạn nhìn thấy không? Ê Si, đi ra tao. Đó, các bạn nhìn thấy này, trong căn cứ rất là lính gác bảo vệ này. Ê, xin chào anh bảo vệ. Xin chào. Xe tăng thiết giáp này. Wow, máy bay quân sự này, trực thăng quân sự này. Wow, rất nhiều cận vệ nha. Nhân viên cấp D này, nhà khoa học này. Các bạn nhìn thấy chưa, logo tổ chức SCP này. Wow, căn cứ rất là nhiều vũ khí nha, camera giám sát này, kinh chưa. Đây là nơi để khống chế những con quái vật nguy hiểm nhất trên thế giới nha. Ô, hai thằng này làm gì nhau này? Ê, chúng mày lườm nhau à? Để nhau cái gì? Ok, tôi sẽ đi lên khu thí nghiệm nha. Hôm qua tổ chức nhắn tôi nha. Phóng lên thẳng tận thượng. Ê Si, có lên được hay không? Mày đứng đấy làm gì? Ê. Thí nghiệm, nó bay hẳn lên luôn. Thôi ra, thí nghiệm tuyệt bậc các bạn ạ. Wow, wow, rất là nhiều lính nha. Một cái lồng, ba cái lồng luôn. Là gì đây? Wow, một con mèo. Một con mèo. Cái gì đây? Con này mõm dài thế nhở? Mình biết rồi nha, con này là SCP-049 nha, bác sĩ dịch hạch nha. Ui, nó... Nhưng mà nó bị nhốt trong lồng kính rồi. Wow, các bạn có thể nghe tiếng của nó thở. Rất là ghê. Gì đây? Máy hợp thể, rất là nguy hiểm. Ok, nếu con này thoát ra là nó sẽ sơi tái mình ra ngay luôn nha. Rất là nhiều lính ở đây rồi, tao không sợ đâu. Thêm Si nữa. Ê, tiến sĩ ơi, chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Hôm qua bạn mời tôi đến đây, hôm nay thì thực hành thí nghiệm đi. Ê, thực hành thí nghiệm như thế nào nhỉ? Thí nghiệm sẽ diễn ra như thế nào? Bạn ơi. Ê, tiến sĩ ơi, làm thế nào để kích hoạt cái máy này đây? Hôm qua bạn mời tôi đến đây mà, xem giấy gì ấy. Ok Si ơi, nếu nó thoát ra thì mày bảo vệ tao nhá. Ui trời trời trời, con mèo à, hợp nhất à, hợp thể à. Ok,
tôi sẽ xem làm sao để kích hoạt cái máy này nhá. Dùng cung tên để kích hoạt à? Dùng cung tên để kích hoạt à? Mở cái dương này ra xem nào. Bow và 63 mũi tên kích hoạt. Nó cho mình cái cung kích hoạt là không phải bắn mấy thằng này đâu nhở. Kích có cái gì đâu nhở. Bắn xuyên qua kính xem nhá. Mày chết này. Ôi lớp kính dày phết các bạn ạ. 049 này, 049 này. Mèo. Mèo này. Dày phết các bạn ạ. Ồ mà nó đứng yên luôn nhá. Ê thôi thôi không chiêu mấy thằng này đâu. Sao thằng nhân viên cấp D nó cứ bò như chó này. Nhân viên cấp D nó cứ bò như chó này. Mình nhìn thấy cái nút rồi nhá. Các bạn nhìn thấy nút chưa? Có thể là dùng cung tên để kích hoạt cái nút này nhá. Sẽ ngắm nào, xin ra nào. Nào, ngắm nào. Dù tay quá các bạn ạ. Bẻ kích hoạt đấy. May. Úi trời. Không được nhỉ. Đứng gần lại tí nào. Nào, mẹ xem nó sẽ hình dạng hoạt động như nào nào, cái gì sẽ xảy ra nhá. Mẹ rụt quá các bạn ạ. Chỉnh không đúng nữa này. Đứng gần lại tí nữa nào. Úi trời. May chết. Wow. Lava kìa. Lửa nó thiêu hai con này kìa. Lẽ hiếm tế. Con cha tôi kia các bạn ơi. Yêu ơi. Các bạn nhìn thấy không? Ôi dồi. Hiếm tế hai con kia này được con cha tôi kết các bạn ạ. Thí nghiệm kinh khủng quá. Ok cần phải. Mày chết mà. Con quái vật tầm lặng này. Wow. Úi trời. Nó vừa ra bao nhiêu lính cũng chết luôn này. Úi trời ơi, con này khỏe thế. Ôi mẹ ơi, chết hết rồi. Nhưng mà si của tôi vẫn không chết các bạn ạ. Ôi mẹ ơi, si ơi bảo vệ tao. Vẫn còn mấy thằng lính nữa, sao nó khỏe thế này. Ôi. Mày. Thôi, tốt nhất là không nên thả nó ra các bạn ơi. Sao nó vừa ấy ra mà nó lính chết hết này. Có đứa nào ngăn cản nó không? Mẹ ơi. Ôi chết. Ê cụ. Mày cũng chả làm được gì tao. Nhưng mà nó đang ở trong lồng kính nha, đang ở trong thí nghiệm nha. Nhưng mà thí nghiệm này tổ chức đã phải trả giá rất là đắt nha. Rất là nhiều nhân viên và nhà khoa học bị chết để tạo ra cái con cartoon cat này. Một lễ hợp thể gọi là hiến tế chế tạo con cartoon cat ở trong lồng thí nghiệm. Hay không? Ok, tôi sẽ kết thúc tôi về đấy nhá. Hy vọng là trong tập tiếp theo thì tôi sẽ cùng với có cách để có thể thả con này ra mà không chế con cartoon cat này nhá. Hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Pew. Ủa chết. Cảm ơn Si nha.